luôn. Một ấm nước bằng nhôm khối thôi, lượng tắm tắt luôn đi. M nhôm bằng 500 kg bằng 0,5. Đơn vị ra, đổi qua đơn vị kg chia 0,5 chia cho 1000. Tiếp nước, M nước bằng 1,5 kg. Tiếp nhiệt độ 1 20 độ C, nhiệt độ 2 100 độ C. Sao biết 100? Thì độ sôi của nước. Thì nói đàng hoàng coi, căng dữ vậy. Lên 1700 rồi kìa, 1800 bây giờ. Thôi lẹ lên đây cho con đi về. Tiếp đi. Ba má con đang chờ con. Rồi chờ bạn để ăn. Ăn với ngủ. Đúng rồi. Lẹ lên. Cái C, C là cái gì? Cái C đâu rồi? C nhiệt xung bằng, nhiệt dung riêng. C của nhôm nhiêu? C nhôm là 880. Nhớ này, ghi nhôm nha, đừng ghi AL. AL các người ta bắt bẻ cái vật lý mà bạn ghi hóa vô là ta bắt bẻ ráng chịu. Người ta kêu là ghi ấm mà lỡ ghi nhôm là lỡ ăn sai đó. Ý nó là vậy đó, ghi theo cái đó đó. Chứ tôi ghi cho nó gọn á. Nhiêu? Ai biểu nhôm ghi nhiêu? Vậy? Lỡ đang học lý. Bao mà nhiêu? 880. 880. Đơn vị joule sẹt. Kg nhân K. C nước. Tiếp C nước 4200. Nè nó kêu ghi là C1 C2 cũng được kìa. 4200 đơn vị joule sẹt K kg nhân nhân K. Bắt đầu động thức quy bằng. Quy bằng M nhân C nhân delta T. M có chưa? C có chưa? Delta K có chưa? Có hết rồi, tính quy của ấm đi. Bằng 0,5 nhân 880. 880 nhân 100 trừ 100 trừ 20 ra bao nhiêu? 32000. 32000 đơn vị không run run lên 200 rồi kìa. Lợi gắn vô đi. Lợi gắn thì con vô đi. Không, ai biểu đòi về. Ủa lại kỳ quá à. Nó học mà nó đòi gắn nó vô. Mọi người ơi, mọi người cho nó lên 200 đi. Đợi tát rồi con vô đi. Miễn đòi về là tôi không có cho. Nước nó muốn nổi tiếng không cho đâu. Đọc đất 5 nhân 4200 nhân 100 trừ 20 bằng 0 5 0 4 0 5 0 4 3 số 0 nữa. 1 2 3 run. Bắt đầu quy. Quy bằng quy ấm cộng quy gì? Nước. Quy nước. Chúc đi mọi người ơi, chúc nó qua bia cho nó. Mệt quá, nhức đầu quá. Bấm máy tính, đơn vị run. 5 3 6.